hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua Siruro. Đây là một mẫu model xe đua bán chạy nhất tại cửa em thời điểm gần đây. Chiếc xe được trang bị khung nhôm cả carbon và có bộ khung rất là đẹp các bác nhé. Nguyên bộ group của Shimano Sora. Giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và hôm nay là chiếc xe màu xanh đen, rất là mới các bác nhé. Em đánh giá trên 90% chiếc xe này. Màu xanh đen rất là khỏe. Chiếc da da nước sơn màu xám. Tất cả đồ trên xe đều của Delta, một hãng làm phụ tùng dành cho Java. Carbon các bác nhé, carbon, và trên càng có vạch cờ của Ý, chiếc xe mang thương hiệu Ý. Chiếc xe cao cấp được trang bị dây âm sườn, dây đi trong sườn. Gạt đĩa của Shimano Sora. Như các bác thấy đây là cọc yên dẹp thôi nhé. Hạn chế nhiều nhất sự cản của gió. Con xe chuyển động nhanh hơn. Càng cũng dẹp. Ở bộ khung cũng là dẹp đây. Rất là đẹp thôi. Mẫu Siruro. Vâng, và xe về thì có hai cái giá đựng bình nước về theo xe. Trên khung xe ghi size là 46, tương đương với size S của các bác từ 1m6 đến 1m7. Phần phía trên thì ghi đông cổ phốt nguyên bản của DK. Sử dụng bộ tay lắc cao cấp của Shimano Sora, bộ tay lắc các bác nhé. Đây của Sora, đây bên tay lắc bên lip, còn đây bên đĩa của Shimano Sora. Bộ phanh ba mạch. Trên đầu xe thì có biểu tượng của thương hiệu Gaza, hiệu của chiếc khiên. Bộ vành cặp của DK. Tất cả phụ tùng xe đều là DK, nguyên zin theo xe. Thông số lốp là 700 × 23C. Em đánh giá lốp này còn rất là mới các bác nhé. Về hầu như không phải thay thế bất cứ gì ở chiếc xe này. Về chỉ cần đi luôn. Đùi dưới trục rỗng 2 tầng và Sora 9 tầng lip, đây lip đen cổ đè của Shimano Sora. Đây có cái gì đây, yên cũng của Siruro DK.
thứ xe có dây âm sườn, các bác có thể nhìn thấy đây, bên dưới khung xe Java. Xe đánh giá chuyển động của xe. Vâng, và đây là chuyển động của xe. Xe được trang bị 9 tầng lip của Shimano. Lên lip nguyên bộ rút của Shimano Sora, rất là cao cấp. Và chuyển động rất tốt các bác nhé. Bên tay phải là bên đĩa, từ đĩa 2 tầng trục rỗng xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, và em vừa giới thiệu trong chiếc xe Java Siruro. Chiếc xe được trang bị ở khung nhôm cả carbon và nguyên bộ group của Siruro Sora. Chiếc xe được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá là 9,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc 7/1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhớ chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.